Cái này mình bơi một vòng khoảng bao nhiêu phút ta? Cô. À, một vòng khoảng 20 phút. Còn dạ. Đường dài thì khoảng 1,5 số. À. Bỏ. 2 phút cũng lâu chứ đâu ít đâu. Ừ, cây gửi số. Cây gửi số. Dạ. Bộ thì khoảng 2 cây số. Đường trơn quá. Mưa. Sáng chuẩn bị đi là nó mưa rồi. Sáng đây cũng mưa. Không phải thấy để bán câu cá là câu đâu cơ. Câu cá là ở bên nhà hàng á cưng. À, cưng qua bên nhà hàng cái cưng thuê từng câu. Dạ. Chỗ nhà hàng có mấy con cò á. Ừ, chỗ mấy con cò đó nhưng mà không thấy câu chỗ nào, có những câu cái ao cá thiên nhiên á. Ờ, cái ao thiên nhiên ở ngoài riêng đó. Ở ngoài riêng. Mình mua cần câu cái người ta dẫn cho mình đi câu. Dạ. Đây là nhà ở C279, đơn vị bảo vệ tỉnh ủy. Thì cái đơn vị này cất vào năm 66. Qua năm 76 là đơn vị này được nhận nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là tiền thân của đội công an bảo vệ miền Nam. Dạ. Cúc khỉ quá. Cái này cô bơi nguyên ngày chắc dài, chắc vợ ta không lên cô. À, mấy cái ngày lễ mới bơi 8 ngày, còn dạ. Mấy ngày thường thì ít lắm. 6 ngày giờ mới có chuyến ngày đầu tiên á. Dạ. Ngày thường có thấy cô đang mấy cái lục bình đó hả, vỏ hả? Trong khi thời gian mình không có cách bơi xuồng á. Dạ. Đang để kiếm tiền thu nhập thêm. Dạ, thủ công. Chứ còn hả, như mà cô mà vô đây yeah. Tối ngày mà không có bơi gì thì cô đâu có tiền. Dạ yeah. Cô đâu có hưởng lương nhà nước đâu. Dạ yeah. Ở đây cũng chèm mà thấy chim cò ít ha, không thấy luôn. Tại vì chàm mình cao quá, chim cò dạ. Cũng có nhưng mà do chàm mình cao quá mình không thấy được, mình chỉ nghe được tiếng hót của nó thôi. Dạ. Tại vì ở đây là động vật hoang dã nhiều, nó khoảng 200 loài. Dạ. Nhưng mà nhiều nhất là cá, rắn, chăn, rùa, chim cò. Dạ. Có thấy ở chàm chim là đi vô cái vườn đó thì nó nhiều. Có sao không? Với lại hồi trước chút nữa mình đi ngang cái con đường đó nè, là lúc trước là cò cũng nhiều lắm, mình đi có thể là ở trên nó sẽ bay quần quạch ở trên không dạ. Nhưng mà do là nó bay ở trên rồi mình đi ở dưới gì nè dạ. Khi nó bị ỉa lên trên đầu á dạ. Cái sau đó cái đầu cái mấy chú không cho nó ở đó nữa à, là động cho nó bay đi thôi cô, động cho nó bay đi thì thấy nó dơ quá đó dạ. Không đi nghe cái cái nón đội. Ừ, đi rồi phải lấy nón mà lắm khi chơi đi nha, cái nón cô đội gì nè, lắm khi nó cũng à, dạ. Trên đây cũng mấy lần vậy đó, vô phải giả mắt giặt nón hoài, thấy phiền khách nữa. Cầu mấy chú nó đi chỗ khác. Vậy là đón mấy cây đó là nó đi. Không có, mình động nó là nó đi rồi, nó không có ở.
Cái cây chàm à. Chàm này nó lâu năm lắm, có một số cây nó cũng chết hết rồi. Ừ, có số cây nó lâu năm quá mới chết, tại vì chàm này nó hơn 50 năm tuổi rồi. Dạ, hồi chiến tới giờ mà. Ừ. Con cũng ở khúc bên lớp giờ có bạn con đó bên Cần Thơ qua ở đây con đi cũng được mấy lần rồi. Dạ. Mà đi trước đó khoảng 3 năm rồi. Khoảng 3 năm nay mới đi lại. Chắc không có cá gì cả. Cá cũng nhiều mà do cái đường này mình không thấy được là tại vì mình đi hoài nó bị động. Đường này giống như cái đường mương nhỏ. Có mấy cái dũng nằm phía trên đó đó. Ừ. Cá nó nằm rất nhiều. Dữ lắm luôn. Dạ. Yeah. Với lại mấy cái bao đê nha, vòng vòng cái bao đê nha, cá gì đó. Ở đây có bị tao bắt lén không cô? À, hồi đó tới giờ chưa có bắt được. Không biết có hay là không, mình không biết. Dạ. Ở đây thì cũng có bảo vệ nó đi cần suốt ngày đêm. Dạ. Hồi đó giờ chưa có bắt được cái tình trạng đó. Cái này ra ngoài cái khoảng trống nè. Rồi mình ra bãi trống thì là bãi nguồn tử địa cái gài bộ đạn. Trống dạ. Thì thân sẽ tăng bộ tinh thần và khu không khí. Thì cái cây mà cột cái ngù đen trên đầu nó gọi là cây ngù. Khi mấy chú gà trong miền lũ đạn thì mấy chú dựng cây lên để làm dấu cho người ta biết được nó có gì. Né hả cô? Ừ. À, ghê quá vậy. Ở đây chắc cũng còn bơm mệt còn gãi chứ hả cô? Gãi lên hết rồi nhưng mà mình dựng cái cây đó lên để mình phục vụ khách tham quan. Ờ. Con tưởng con có còn sót. Như là cái khúc bên trái mình là cũng của sao quýt luôn không con, hay là qua bên ruộng của con phải 70 hecta. Dạ. 70 hecta này là khu di tích. Là khoảng 700 công hết ta. Ừ. Nhiệt.
Ngày thường chắc người ta đi cũng không nhiều hả con? Hồi cuối tuần á, cuối tuần với lãi. Hồi cuối tuần người ta về nguồn nhiều hơn, hoặc là lãi người ta tập trung đi nhiều. Nhiều cây chết quá trời luôn à. Cây cao quá. Chắc cũng hơn nửa đoạn đường. Hơn nửa đoạn đường. Nó hai phần đường rồi đó. Dạ. Chim kỳ voi á, chim kỳ voi đấy. Cơm đau xuống. Ừ. Có mấy cây chầm con trồng lại hả? Có mấy ổ chim đó.
Hết lậu ha.